Một trong các yếu tố tạo nên sự đắt tiền của Vertu đó là tất cả những chi tiết kính của dòng Sanagio S đều được làm 100% Sapphire. Bây giờ chúng sẽ test cho các bạn xem. Từng miếng kính nhỏ đều là Sapphire. Còn nếu như mà không phải là Sapphire thì sẽ không bao giờ lên được độ cứng. Ví dụ mình sẽ thử trên miếng kính bình thường, kính cường lực, hoàn toàn không có. Đây là một minh chứng rõ ràng cho kính Sapphire và kính cường lực bình thường.